Ngày 1 tháng 12 năm 2018, tức ngày 25 tháng 10 năm Mậu Tuất, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành chùa Trung Tiết thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều. Đây là công trình chào mừng 710 năm ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại Am Ngọa Vân, mùng 1 tháng 11 Mậu Thân 1308, mùng 1 tháng 11 Mậu Tuất 2018. Tới dự lễ khánh thành có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhà sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam, đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Hà Hải Dương, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thị xã. Về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, cùng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Chư Tôn Đức, cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương. Chùa Trung Tiết thuộc thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh, thị xã Đông Triều là một trong những di tích quan trọng thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều. Đây là nơi thờ Phật và vua Trần Anh Tông, vị vua thứ tư Triều Trần cùng hai vị trung thần của ngài là Đặng Tảo và Lê Trung. Chùa được xây dựng trong khuôn viên có diện tích 0,5 hecta. Tuy nhiên, trải qua những biến cố thăng trầm, những hạng mục của chùa được xây dựng dưới thời Trần, Lê, Nguyễn đã xuống cấp nghiêm trọng. Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Trung Tiết, phục vụ phát triển du lịch gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, bảo tồn tôn tạo di tích chùa Trung Tiết, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều, trên tổng diện tích 2,55 hectare với tổng mức đầu tư 79,253 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư, huy động nguồn xã hội hóa với quy mô đầu tư, tôn tạo xây mới tam quan, cổng phụ, tam bảo, bao gồm tam bảo, thượng điện, hành lang, nhà tổ, nhà mẫu, đền thờ vua và hai vị trung thần, nhà tăng, nhà khách, nhà bếp, vệ sinh, sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Ngày 13 tháng 5 năm 2017, tức ngày 18 tháng 4 năm Đinh Dậu, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khởi công tôn tạo chùa Trung Tiết. Với sự phát tâm công đức từ Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup, dự án bảo tồn tôn tạo và xây dựng lại chùa Trung Tiết được triển khai đầu tư xây dựng, đến nay đã chính thức được hoàn thành. Đến đây với cái sự về đứng về cửa tâm linh, về cửa Phật, tôi đến đây với cái chùa Tuyết Trung Tiết là một ngôi chùa mới xây dựng rất trang nghiêm và sạch sẽ, môi trường rất đẹp đẽ để cho khách thập phương đến đây để chiêm ngưỡng, thế nên là rất là phấn khởi. Lễ khánh thành chùa Trung Tiết, di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các vua Nhà Trần đối với đất nước nói chung, vùng đất An Sinh Đông Triều nói riêng. Đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nhà Trần tại Đông Triều. Thông qua buổi lễ nhằm quảng bá về khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều nói chung, di tích chùa Trung Tiết nói riêng, từng bước phục hồi di tích lễ hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và vùng đất con người quê hương Đông Triều. Trải qua thời gian và những cái thử thách của thiên nhiên cũng như của xã hội, ngôi chùa đã bị thất và trở thành một cái phế tích. Giờ đây nó được hiện hình, hiện diện lại một cách hết sức là uy nghi và khang trang. Có thể nói đây là một cái điều mang lại cái là một cái tin vui rất lớn, không những chỉ đối Phật tử mà đối với những ai mà quan tâm đến cái văn hóa dân tộc. Có thêm một ngôi chùa, tức là có thêm một cái nơi mà từ đó tỏa sáng ra những cái giáo lý, những cái đạo nghĩa, những cái truyền thống để cho người dân đến để chiêm ngưỡng, đến cúng bái, nhưng đồng thời cũng đến tiếp thu những cái giá trị ấy. Và chắc chắn là cũng như trong lịch sử qua cái thử thách ấy, chính những giá trị ấy mang lại sức mạnh cho dân tộc chúng ta. Có thể nói đây là một cái sự kiện rất quan trọng vì nó làm tăng thêm cái giá trị vật thể cho một cái giá trị đã hết sức là to lớn
là của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Tôi cũng rất là phấn khởi, công trình chào mừng trong thời gian xây thì là tính theo từ khi đặt nền móng phạt mộc đến bây giờ là vừa tròn 7 tháng 10 ngày là để công trình hoàn thiện và để cho đúng tiến độ, là đặc biệt là công trình kỷ niệm chào mừng 710 năm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì hôm nay trong không khí phấn khởi lô lức, nhân dân thập phương trong và ngoài tỉnh cũng đều hướng tới khu di tích và chùa Trung Thiết đây để cùng hân hoan chào đón công trình của ngôi bảo điện và cũng để thắp hương để cầu nguyện cho quốc thái dân an. Công trình chùa Trung Tiết hoàn thành đã tạo điểm nhấn quan trọng quảng bá hình ảnh của khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh của địa phương nói riêng, của tỉnh Quảng Ninh nói chung.